chứ mẹ hả? Mẹ thôi. Có một cháu. Đỡ. À. Đỡ gì? Thì... con là Phúc. Đây, mẹ sinh vào bính thân như thầy. Nên bọn em cũng đang muốn sinh, một cháu nữa xem thầy xem là thế nào cho nó hợp với cả hai vợ chồng. Cháu đầu thì thấy như vậy là gì, anh nhìn thấy rõ ràng là báo rằng là liên quan đến cái cung số vợ chồng là hai quê khác nhau. Vâng. Cái chú quê Nam Định còn là cô quê Hải Phòng. Vâng. Hai vợ chồng em với nhau tôi nói là thân tự lập thân. Vâng. Tự lập tự cường và tự thân vận động cũng chứ không phải sẵn có gì mà hưởng đâu. Vâng. Thậm chí thời điểm đấy nhau còn liều ấy. Chứ không có gì trong tay cả. Đúng rồi. Bây giờ chưa vào đâu cả. Liều. Vâng. Cái cháu con gái hả? Vâng. Con gái sinh năm 2016 ấy. Vâng. Thế thì thân ấy. Vâng. Em ở ông bà ấy. Vâng. Em về ngoài Hà Nội hay ngoại? Ừ, thực ra thì Hà Nội là nhưng mà đến đây thường xuyên đúng không? Vâng. Thì tôi thấy là vợ chồng thì bạn có đứa con gái rồi. Vâng. Con gái này thân tốt, là bố khỉ, mẹ khỉ. Đấy. Con này khỉ hả? Chả giống gì anh gì thì cũng nhớ nhà hay nhớ. Rồi. Và cũng về cơ bản thì tôi thấy là cũng có con thì thêm lòng không sao cơ. Thì nếu có xấu thì tôi mách sau. Vâng. Và tôi thấy là hai vợ chồng mình với nhau thì đôi bàn tay trắng. Vâng. Từ thân tự lập thân, tự vận động. Vâng. Tự chủ vào đời. Vâng. Thế chú là trước học về kỹ thuật nhỉ? Vâng. Ừ, như vậy làm kinh tế. Bây giờ làm đúng rồi. Em giờ cũng không giả liên quan gì đến kỹ thuật nữa. Em đi buôn bán thôi. Thế ngoại thì nhá. Rõ ràng là ông chồng là tôi nhìn thấy học xong kỹ thuật cơ mà. Vâng. Nhưng bây giờ thì đang tự kinh doanh à? Dạ. Vâng. Đúng không? Vâng. Bây giờ đang kinh doanh cái gì đây? Đang buôn mấy đồ lụa ấy. Đại khái là kinh doanh. Vâng. Mù vợ chứ học kế toán này là như nào? Em học liên quan đến xã hội thôi. Nhưng mà giờ cũng buôn bán nốt. Vâng, bây giờ với hai vợ chồng thì đấy. Em cũng đấy, nhá. Vất vả. Hai vợ chồng vất vả mà. Thân tự lập thân, tự lập thường, tự thân vận động. Hai tuổi đánh nhau từ đôi bàn tay trắng. Từ mình đi lên bằng đôi tay trắng, từ vất vả. Khó khăn ra đầu lắm nhá. Không được cái số sẵn có thì mình hưởng ngay đâu. Và đấy học còn đang phải nằm còn nẻo. Ông kia học kỹ thuật, nhưng bây giờ là buôn bán. Bố vợ thì học về xã hội thôi, chứ ngành gì đấy, xã hội học cái gì đấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì đang làm về vấn đề liên quan đến thương mại nhé. Vâng. Hai tuổi thật thà thôi, không hiền lành thật thà. Vâng. Có sao đến vậy? Vâng. Tính vợ thật thà hiền lành. Vâng. Không biết nói cái này hay ý đẹp đâu. Vâng. Không biết nói lắm. Khéo đâu. Thô thiển. Không biết nói khéo đâu. Không biết nói gì là nói khéo đâu. Mà tập trung thì là sống thẳng thật nhé. Có bốp chát một tí, nên là cái có tâm nhé. Vâng. Tâm, có bộ. Chú thì nói chung là cô chú thì giống nhau, là cái ra ngoài thì hợp người lớn tuổi hơn. Vâng. Càng làm việc người lớn tuổi hơn thì càng tốt. Vâng. Càng làm việc người lớn tuổi hơn thì càng thuận nhé. Vâng. Và những người lớn tuổi hơn sẽ mang lại cho em tôi tài lộc tốt, dân chuyên tốt, đi được kinh tế tốt. Vâng. Không có khi hợp thì nghiệp bằng cái tuổi đâu. Vâng. Và vợ chồng chúng ta thiên tạm đây thôi. Em bị mua nhà mua cửa chung cư đây. Vâng. Mua cả tiến độ thì. Vâng. Mua tiến độ thì chưa bàn giao ngay thì chỉ mua. Vâng, đúng rồi. Tiến độ á. Vâng. Thì sang năm mua đấy nhá. Vâng. Để thấy đăng ký đấy nhá. Vâng. Mua tiến độ nhá. Vâng. Và mua thành công nhá. Vâng. Tiến độ thôi chứ chưa phải một lúc giải ăn ngay đâu. Vâng. Mà thành công được nhiều. Vâng. Nhá. Vâng. Và vợ chồng cô chú cái đẻ con gái này thì rất may nó là con gái. Vâng. Thì con gái thì nó đỡ đi cái chứng bao con khỉ. Vâng. Vì cháu nó bị hỏa. Hỏa thì khắc kim. Vâng. Hỏa là ai? Hỏa là bính tý, à bính thân. Vâng. Khắc thì kim là nhâm thân. Vâng. Cho nên về quan điểm ai đó nói là khắc cũng đúng không sai. Nhưng mà chỉ khác mệnh thôi. Còn tuổi không hề khác. Vì sao không khác? Vì khỉ có đàn. Vâng. Em thấy nhìn vào một chuồng khỉ trong bách thảo của chú ấy. Vâng. Là người ta thấy ước 5 con, 7 con cơ. Thậm chí là ít nhất phải 3-4 con. Thế không sao cả. Như vậy là khỉ có đàn không sợ. Vâng. Nhưng bây giờ một cái là hỏa các kim. Vâng. Trong ban nữ ông trong chùa là không sao cả. Là thế luôn nhé. Vâng. Bán khoán vào ban đức ông ở trong chùa làng mình xã mình là ok nhá. Biết chưa? Dạ. Là hết không cần nữa. Và để cân bằng điều đó nên đẻ năm nào, nên đẻ vào năm 2020 thôi nhé. À dạ. 2020 nhé. 2020 năm Tý nhé. Chúng ta là tham ta hợp thân Tý Thìn nhá. Gái trai đều được cả. Gái trai đều được cả thì khả năng con trai rất cao. À dạ. Nhé. Con gái của em thì vì chính cái hỏa khắc kim thầy cũng làm ăn cũng thật vật
hòa nó thêm thì đương nhiên là nó sẽ làm ảnh hưởng đến kim bố mẹ. Thế nhưng băn khoăn đi thì hết cắt nhá. Vâng. Ừ, thấy chưa? Vâng. Và nó chỉ cắt ban đầu thôi. Chứ có phải lễ làm gì không? Không phải lễ gì hết, tí tiền. Nhá, cứ bình thường. Tại vì trước đây em cũng có thời gian là cũng đi xem một hai nơi thì họ cũng phải làm lễ nọ kia rồi làm. Không cần, các bạn tập trung làm ăn với con đi nha. Không đến làm gì cả, biết gì à? Tôi ra phân tích rồi, hỏa khắc kim thì ảnh hưởng đến bố mẹ một tí, nhưng thì có làm không sợ. Và bán khoán cho cháu ở ban nữ ông trong cửa chùa, nhờ ông bà nội ở ông ngoại bán cho chùa gần nhà mình là thành công. Từ năm sau em có ý định đón cháu lên. Bán không biết là có được không? Được. Bán khoán xong thì mới đón lên à? Sang năm mới ăn Tết xong mới đưa thẻ lên mà. Tạm thời là cứ để cho cháu ở với ông Hà Nội. Đúng rồi, cháu ở luôn là đi nhé. Làm gì mình cứ phải nâng sốt sẵn nói gì gọi. Để ông Hà Nội ăn vào sao? Vui dậy cũng được. Được rồi, con mình cũng tôi rồi. Nha. Xa bố mẹ. Và thân mệnh của mình thì quan cuộc sống của ai của mình thì lấy nhau bằng đôi bàn tay trắng, bằng thân tự lập thân và cũng liều đấy, lấy nhau phải lúc có gì đâu, nhưng được cái là gì, nó có thể đều đây, khá là đều. Và điều cái nữa là gì, hai vợ chồng mình lấy nhau thì cũng theo cung số là từ 30 tuổi thì mới tốt, 29-30 mới tốt, năm nay 23-26 bình tĩnh đi, bội bàn là gì, bây giờ 26, từ 29-30 của trở đi của chồng em mới tốt, từ sau năm 27 tuổi tức là 2018 là có nhiều cải thiện nhá. Là bông bài như sao? Ok. Ok. Cả hai vợ chồng cùng bóc hay là? Cô lên ba cái tay phải đi. Rồi, chú ba cái tay trái. Như vậy là trong cả bài nó là tép rồi hơi khiêm tốn thì có cái tép như vợ chồng em rồi là kinh tế hơi kém nhá, chưa trả lại đâu về làm ăn về tài chính thì kinh tế vừa là kém, chi nhiều hơn thu, xuất nhiều hơn nhập và đến ra nhiều hơn vào, ý vừa nói mình rồi làm ăn hơi kém không trả lợi, và việc làm ăn vừa rồi là có phần hơi tiểu hao mất mát một tí, đây là một tí. Cái bài này nó báo rằng liên quan đến thi cơ và là phải tép là hiểu cái bài này báo rằng là cũng là sắp tới đây là cũng trong cái tài chính trong cái đồng thì có nhiều thuận lợi hơn nha, không sợ đâu. Và vừa rồi lên cam đi bọn em đợt này định chuyển biến một chút đấy, định thay đổi một chút đấy làm ăn đấy, định có cái mở rộng. Vâng, định có mở rộng đây quy tép gặp quy ca cơ là có sự mở rộng, có sự chuyển hướng mới, có sự bắt tay chấm hướng mới thì là tốt nha.